Chào mừng các bạn đã đến với kênh học chữ Hán Nôm của Nguyễn Chí Công. Trong chương trình học Tam Thiên Tự, học 3.000 chữ Hán Nôm đọc bắt vần của Đoàn Trung Còn, bài số 4. Ở bài số 4, chúng ta sẽ học từ chữ 61 đến chữ 80. Cách học của chúng ta là đọc thuộc lòng phần phiên âm chữ Hán Việt màu đen và phần nghĩa Việt chữ màu đỏ, và phần phiên âm tiếng Trung Pinyin chữ màu xanh. Khuyên các bạn nào, nếu chúng ta không học tiếng Trung thì chúng ta không cần phải đọc phần phiên âm Pinyin chữ màu xanh. Và bài hôm nay gồm ngã ta của tha khác tha bá bác của di gì dí diên trì chen tích thiếp si dịch việc gì công 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 hàn nông hàn rực cánh gì thánh thánh sầm hiền hiền xén tiên tiên chen phật bụt phúa lạo lụt lão chiều chiều cháo diên diều doan phượng phượng phẩm trượng trượng chẳng tầm tầm xín. Các bạn hãy dừng lại video, các bạn tua lại rồi đọc từ 5 đến 10 lần. Khi các bạn cảm thấy tương đối thuộc lòng rồi, mời các bạn chúng ta vào tập viết thì sẽ thuận hơn, sẽ nhanh thuộc bài hơn và sẽ nhớ lâu hơn, nhớ sâu hơn các bạn nhé. Chữ 21, chữ ngã, âm Hán Việt đọc là ngã, nghĩa Việt là ta, là tôi, là tao. Chữ ngã tổng có 7 lét. Về phần lục thư, chữ ngã thuộc chữ tượng hình. Phiên âm tiếng Trung đọc là ủa. Âm nôm đọc là ngã. Chữ thứ 22, chữ tha, âm Hán Việt đọc là tha, còn có âm đọc khác là đà. Nghĩa Việt là khác. Sử dụng là tính từ, là khác, là ngoài. Như tha nhân có nghĩa là người ngoài, tha sự có nghĩa là việc khác. Chữ tha tổng có 5 nét. Về phần lục thư, chữ tha thuộc chữ hình thanh. Phiên âm tiếng Trung đọc là tha. Âm nôm đọc là tha, là thè, là thơ. Chữ thứ 23, chữ bá, âm Hán Việt đọc là bá, nghĩa Việt là bác ruột, anh của bố. Chữ bá tổng có 7 lét. Về phần lục thư,
Chữ bá thuộc chữ tượng hình. Phiên âm tiếng Trung đọc là búa, âm nôm đọc là bá, là bác. Chữ thứ 24, chữ di. Âm Hán Việt đọc là di. Nghĩa Việt là gì? Chị hay em gái của mẹ. Chữ di tổng có 9 nét. Về phần nục thư, chữ di thuộc chữ hình thanh. Phiên âm tiếng Trung đọc là dí. Âm nôm đọc là di. Chữ thứ 25, chữ diên. Âm Hán Việt đọc là diên, còn có âm đọc khác là duyên. Nghĩa Việt là chì, là một loại kim loại chì. Chữ diên tổng có 13 nét. Về phần nục thư, chữ diên thuộc chữ hình thanh. Phiên âm tiếng Trung đọc là chen, âm nôm đọc là duyên, là ven. Chữ thứ 26, chữ tích. Âm Hán Việt đọc là tích. Nghĩa Việt là thiếc, là kim loại thiếc. Chữ tích tổng có 16 nét. Về phần nục thư, chữ tích thuộc chữ hình thanh. Phiên âm tiếng Trung đọc là si. Âm nôm đọc là thiếc, là tích, là xích. Chữ thứ 27, chữ dịch. Âm Hán Việt đọc là dịch. Nghĩa Việt là việc, là sự việc. Như đi thú ngoài biên thùy. Chữ dịch tổng có 7 nét. Về phần nục thư, chữ dịch thuộc chữ hình thanh kiêm hội ý. Phiên âm tiếng Trung đọc là gì? Âm nôm đọc là dịch, là việc. Chữ thứ 28, chữ công. Âm Hán Việt đọc là công. Nghĩa Việt là công lao, là thành tích. Chữ công tổng có 5 nét. Về phần nục thư, chữ công thuộc chữ hình thanh kiêm hội ý. Phiên âm tiếng Trung đọc là công. Âm nôm đọc là công. Chữ thứ 29, chữ hàn. Âm Hán Việt đọc là hàn. Nghĩa Việt là lông cánh chim.
Chữ Hàn tổng có 16 nét. Về phần lục thư, chữ Hàn thuộc chữ hình thanh. Phiên âm tiếng Trung đọc là Hàn. Âm nôm đọc là Hàn. Chữ thứ 30, chữ Dực. Âm Hán Việt đọc là Dực. Nghĩa Việt là cánh chim. Như thiền dực có nghĩa là cánh ve sầu. Điểu dực có nghĩa là cánh chim. Chữ Dực tổng có 17 nét. Về phần lục thư, chữ Dực thuộc chữ hình thanh. Phiên âm tiếng Trung đọc là Dì. Âm nôm đọc là Dực. Chữ thứ 31, chữ Thánh. Âm Hán Việt đọc là Thánh. Nghĩa Việt là thần thánh. Là người tu dưỡng nhân cách tới cõi cùng cực gọi là Thánh, như siêu phàm nhập Thánh. Có nghĩa là vượt khỏi cái tính phàm trần mà vào cõi Thánh. Phàm cái gì mà tới tột bực đều gọi là thánh, như thi thánh có nghĩa là thánh thơ. Chữ Thánh tổng có 13 nét. Về phần lục thư, chữ Thánh thuộc chữ hội ý kiêm hình thanh. Phiên âm tiếng Trung đọc là Sẩn. Âm nôm đọc là Thánh. Chữ thứ 32, chữ Hiền. Âm Hán Việt đọc là Hiền, còn có âm đọc khác là Hiện. Nghĩa Việt là tốt lành, có tài đức, như hiền thê, lương mẫu. Có nghĩa là vợ lành, mẹ tốt. Hiền thần có nghĩa là bề tôi tài đức. Chữ Hiền tổng có 15 nét. Về phần lục thư, chữ Hiền thuộc chữ hình thanh. Phiên âm tiếng Trung đọc là Xiến. Âm nôm đọc là Hèn, là Hiền. Chữ thứ 33, chữ Tiên. Âm Hán Việt đọc là Tiên. Nghĩa Việt là tiên, người đã tu luyện. Chữ Tiên tổng có 13 nét. Về phần lục thư, chữ Tiên thuộc chữ hình thanh. Phiên âm tiếng Trung đọc là Sen. Âm nôm đọc là Tiên. Chữ thứ 34, chữ Phật. Âm Hán Việt đọc là Phật, còn có âm đọc khác là Bật, là Bột, là Phất. Nghĩa Việt là Đức Phật,
là đạo Phật, là Phật giáo. Dịch trong tiếng Phạn, Buddha nói đủ là Phật Đà. Bậc tu đã tới cõi giác ngộ hoàn toàn, lại giáo hóa cho người được hoàn toàn giác ngộ, tín đồ tôn xưng người sáng lập Phật giáo. Thích Ca Mâu Ni là Phật. Chữ Phật tổng có 7 nét. Về phần lục thư, chữ Phật thuộc chữ hình thanh, phiên âm tiếng Trung đọc là Phúa, âm nôm đọc là Phất. Chữ thứ 35, chữ Lạo, âm Hán Việt đọc là Lạo, còn có âm đọc khác là Lao, là Liêu. Nghĩa Việt là lụt, là nước ngập, là mưa lụt. Chữ Lạo tổng có 15 nét. Về phần lục thư, chữ Lạo thuộc chữ hình thanh, phiên âm tiếng Trung đọc là Lão, âm nôm đọc là Lạo, là Lẻo, là Liêu. Chữ thứ 36, chữ Chiều, âm Hán Việt đọc là Chiều, còn có âm đọc khác là Chào. Nghĩa Việt là Thủy Chiều, là con nước Thủy Chiều. Chữ Chiều tổng có 15 nét. Về phần lục thư, chữ Chiều thuộc chữ hình thanh kiêm hội ý, phiên âm tiếng Trung đọc là Cháo, âm nôm đọc là Rều, là Chào, là Chiều, là Xèo. Chữ thứ 37, chữ Diên, âm Hán Việt đọc là Diên, nghĩa Việt là chim diều hâu. Hay như chỉ Diên có nghĩa là cái diều giấy, còn gọi là phong tranh. Chữ Diên tổng có 14 nét. Về phần lục thư, chữ Diên thuộc chữ hình thanh, phiên âm tiếng Trung đọc là Duan, âm nôm đọc là Diên, là Diều. Chữ thứ 38, chữ Phượng, âm Hán Việt đọc là Phượng, hay còn có âm đọc khác là Phụng. Nghĩa Việt là chim Phượng. Theo truyền thuyết, chim Phượng là vua loài chim. Đời xưa bảo chim Phượng Hoàng ra là điểm có đế vương
Con trống gọi là phụng, con mái gọi là hoàng, còn gọi là đan điểu hay hỏa điểu. Chữ phượng tổng có 14 nét. Về phần lục thư, chữ phượng thuộc chữ hình thanh. Phiên âm tiếng Trung đọc là phẩm, âm nôm đọc là phụng, là phượng. Chữ thứ 39, chữ trượng, âm Hán Việt đọc là trượng, nghĩa Việt là đơn vị chiều dài, 10 thước ta là một trượng. Chữ trượng còn có nghĩa là già cả, như lão trượng hay trượng nhân, có nghĩa là người già cả. Bố vợ gọi là nhạc trượng. Chữ trượng tổng có 3 nét. Về phần lục thư, chữ trượng thuộc chữ hội ý. Phiên âm tiếng Trung đọc là chàng, âm nôm đọc là trượng. Chữ thứ 40, chữ tầm, âm Hán Việt đọc là tầm, nghĩa Việt là tìm kiếm, là sưu tầm. Chữ tầm tổng có 12 nét. Về phần lục thư, chữ tầm thuộc chữ hình thanh kiêm hội ý. Phiên âm tiếng Trung đọc là xuyến, âm nôm đọc là trầm, là tầm, là tìm, là tùm. Đến đây chúng ta đã tập viết hết 20 chữ của bài. Và bây giờ các bạn lại đọc lại cả bài cho thuộc và các bạn tập viết lại cả bài cho thạo. Ngã ta của tha khác, tha bá bác của di gì dí riêng trì chen tích thiết chi dịch việc gì công công cung hàn nông hàn rực cánh gì thánh thánh sầm hiền hiền xén tiên tiên chen phật bụt phúa lạo lụt lão chiều chiều cháo diên diều doan phượng phượng phẩm trượng trượng chàng tầm tầm chín. Mong các bạn chúng ta hãy đọc cho thông và các bạn chịu khó luyện tập viết cho thạo, để qua mỗi ngày, qua mỗi bài luyện tập gian nan vất vả, chúng ta lại gần tới thành công hơn. Bài hôm nay tôi xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh Học Chữ Hán Nôm của Nguyễn Chí Công trong chương trình Học Tam Thiên Tự. Nếu các bạn thấy bổ ích, các bạn hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ bài, ủng hộ kênh các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở bài kế tiếp.